Ai đến quê tôi thăm bao cá cái, chứ quê tôi nơi này thì sáng nắng chiều râm, giữa ban trưa mang mát giọt nước đầm, sáng cọc trăng che mát, chứ chiều lại bóng râm núi đồi. Thiên nhiên ban tặng quê tôi giữa dòng nước biếc núi đồi quanh quanh. Quê tôi xứ sở trong lành, bình minh sương phủ long lanh muôn màu. Khách du ở tận nơi đâu đến đây viếng cảnh rừng bào quê tôi. Du lịch rộng mở đây rồi, quê hương chào đón gõ mời gắn xa. Tham quan cá cái quê ta, kẻ đi người đến tiếng ca, tiếng ca vọng về. Thác lòng giữ trọn tình quê, ngày ngày vang tiếng vỗ về quê hương. Dù xa xa cách mấy dặm đường, chạnh lòng nhắn gửi quê hương, chứ quê hương rừng bào. Xin Quá hãy các bà con hay, quá hay. Và ở đây thì anh Khương thì ngoài cái việc là hàng ngày gắn bó bầu cá cái, bảo vệ cái từng cái màu xanh mảng xanh, thì anh Khương còn biết được cái đường đi nước bước của 2 năm con khỉ nữa, rồi cũng bảo vệ nó, cũng vừa bảo tồn nhưng mà vừa cũng phải giữ gìn cho để nó xuống nó phá hoa màu. Mày khỉ thì nó ở hướng nào anh Khương? Nói chung là bầy khỉ là nó hồi trước là nó ở dưới cái mũi Co Co đó, người ta gọi là mũi 500 á. Mũi 500 là mũi Co Rồi Co. nó đi vòng lên cái chỗ cái động U Bò đó, lên cái động U Bò là đi nó di chuyển về hướng nam á, hướng phía nam thì nó di chuyển lên trên cái rừng keo tròm của người dân mình ở trên đồi Bình Thịnh á, nó về cái đồng cất lò của Bể Nhất. Bé nhất. Đồng cất lò của Bể Nhất mà cái Bể Nhất đó là bên cạnh có bầu cá cái, bên cạnh cái rừng cốc của bầu cá cái thì trong chung là một bên á, là rừng dương liễu của Bể Nhất và một bên là rừng bầu cá cá, mà giữa đó là có cái bà con chúng ta canh tác hoa màu. Thì cũng vừa vừa mới đây thôi cũng bắt đầu là hoa màu người ta còn, thì đoàn khỉ nó ở trên rừng dương đó, nó xuống nó nhổ hoa màu bà con, nó phá nhiều quá cho nên là trong cái sự bảo tồn á, là bà con không có chiếm giết siêng năng và đi qua đi lại để tham lam và gìn giữ cái hoa màu mình thì cũng đủ nó đi. Thì hôm nay thì cái hoa màu đó nó cũng không không còn nữa, thì tự nó di cư trở về xuống dưới U Bò, xuống mũi 500 đó, mũi Co Co đó, là Nhiều. tự di cư đây thôi. Rất là nhiều khỉ thì từ hàng trăm con trở lên về trăm con chứ không phải ít, nhưng mà bà con bây giờ liệu bảo tồn nó thì cũng không có một cái nguồn thu gì cho nên rồi phó hoa màu của bà con, cho nên bà con không thể là giữ nó ở đây được, chứ còn cái việc mà nguồn mà giữ nó ở đây thì cũng giữ bình thường thôi, giữ được hết cái gì mình làm cũng được, nhưng mà với điều kiện đó là nó còn phải lệ thuộc cái kinh tế của bà con quá cho nên là chưa có thể nó giữ nó ở trên cái rừng bào này. Mà cái rừng bào đây là vừa mát này, vừa ngăn bụi nữa. Đó là cái giá trị rất là lớn đó anh Cường. Chung là cái phong cảnh thiên nhiên của rừng bào cá cá mình đây ấy, thì cái lợi ích đem lại cho ta rất là nhiều, nghĩa là bảo tồn hệ sinh thái, hệ về cái môi trường, tại vì nó diễn biến với cái xã hội là biến đổi khí hậu, cho nên mình phải cần nên bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng là để cho cái không khí mình nó trong lành, êm dịu hơn. Ví dụ nếu mà thực ra mà nói thì bà con chúng ta cũng là người bảo vệ rừng và cũng xây dựng lên trồng một cái rừng, làm một cái rừng cây bản địa của ông cha ta hồi xưa, thì cái rừng núi chúng ta không thiếu nước đâu. Thì từ cái chỗ cây keo đây mà nó thiếu nước một xí thôi, chứ nếu bà con chúng ta giữ nguyên cây bản địa thiên nhiên tạo ra cho bà con ở mình thì cái nguồn nước của chúng ta trên núi vẫn có nước uống, vẫn có nước sử dụng về cái hoa màu. Thì hiện giờ là như cái rừng tròm, rừng rừng cốc trắng mình đây này, rừng cốc trắng mình đây, hồi trước kia là nó một cái luồng gió mà trời mà nén khắc nghiệt như thế này thì nước màng nó cũng hực 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 lên, nó có một nổi đưng lên, nhưng bây giờ là đó
thì cái không khí nó tạo ra chúng ta những cái oxy, những luồng gió mát để bà con chúng ta hưởng được cái không khí trong lành hơn, và hấp hấp thụ được những cái cuộc sống mới, như bụi bặm nó cũng không có đi vào cái thân thể của chúng ta này, thì bao nhiêu các cái bụi hạt bụi nó sẽ đi lên. Rồi bây giờ là đặc biệt nhất là có cái rừng ấy, loài chim cò nó sẽ đi về đây và nó trụ bám ở đây rất nhiều, nhưng mà mình có khách du lịch đi đó thì nó cũng hay di cư ở cái vùng khác, nó không có đến đây được nhiều, nó cũng hơi tránh né, là bây giờ nó chưa tiếp cận với mình lắm, cho nên thành thử ra là có cái loài chim cò nó cũng di cư ở dưới phía dưới kia, dưới cái bờ của mình. Đây là rừng già, rừng già, rừng nguyên sinh bầu có cái rừng đây là hồi xưa giờ là nó có rồi và dừng khai thác từ năm 1990 hả anh Khương? Đúng rồi. Trước năm 1990 thì bà con ở thôn Thuận Phước, ở đây là cái xóm Đúng rồi, thôn Thuận Phước, thôn xóm Thuận Phước, Đồng Quýt. xóm Đồng Quýt, thì bà con mình cứ 10 năm là khai thác một lần chặt lùm củi này, nhưng mà từ năm 1990 đến giờ thì cái rừng này là bà con mình giữ lại, bảo bảo tồn lại. Những rừng già đây thì nó không có phân tre, tại vì đây là rừng nguyên sinh. Còn những rừng nào mà trồng lại có cái dự án RCF đó thì có cái phân tre và có nhiều thế hệ rừng, ví dụ như rừng 2014, rừng 2015, 2019. 2019 đó. Còn khi mà đã đến với du lịch cộng đồng bò có cái thì chúng ta vô trong cái rừng già này thì tuyệt đẹp rồi. Canh cái thời điểm tháng 7, tháng 8 á, thời điểm nước nó cạn thì bò có cái nó thay lá một cái màu trắng tuyệt đẹp. Hồi trước những năm đầu tiên mà thực hiện du lịch cộng đồng thì phải chờ nước thủy triều lên xuống, nhưng bây giờ thì như là anh Khương này mình đã chủ động được rồi hả anh Khương? Bây giờ mình chủ động rồi, ví dụ khi nước cạn là bắt đầu mình điều Dạ. tiết nước liền, Là khi nước cạn thì điều tiết điều nước. tiết lên mở kênh điều Dạ. tiết. Dạ. Ở đây thì bây giờ có làm một cái luồng lạch này để mà ghe, để mà xuồng đi rất là thuận tiện. Cái này Đó. hồi xưa nó cũng có cái luồng như kia, nhưng mà Dạ. vừa rồi là do mình vô đây mình quên lẹ biết đó, nếu nước cạn quá mình quên lẹ thì bây giờ mình phải làm cái luồng này sâu hơn, À, lầm luôn sao làm hơn. sâu hơn cho khổ quên lẹ. Dạ. Ồ. Bầu có cái, bầu cá, cái là lớn á. Cá là chắc là hồi xưa là ông bà mình đặt cái tên á, vùng đây để mà có nhiều tôm cá quá. Đúng rồi, vùng này là vùng nơi sinh sản của loài cá, Vùng này là nơi sinh nơi sản sinh các loài sản của cá loài tôm. cá, cho nên là con cá là có cá là đúng là có sinh đó, Cá sinh á. cho nên là đẹp ra là cái vùng bầu có cá. Ok. Đây là một cái vịnh để cho từ có biển vô luôn được sinh sinh sản luôn, mà Sinh sản. Nước thì chắc là lợ rồi, nước biển nước vô. nước Mỹ Nam mạng Nước Nam biển mạng. vô rồi. Nước biển vô. Còn nguyên sinh của nó thì mà có bao mà nước nó gom gom nước lại đây mà. Do nước nó lọt, Lọt. nhưng mà giờ là khi mà nó thấy cái nước lọt đó thì nước biển mình cho lên nó bị Dạ. mặn lại. Dạ. Ồ, cái lớp trầm tích này rất là nhiều cái con sò, con ốc, con hến này. Nhiều lắm, hồi kia Nhiều. có biển rồi. Hồ, à, nguyên Nguyên là nguyên có biển. là cái biển, rồi sau đó hiện tượng biển nó rút dần á thì như vậy, nhưng đây là cái vùng đất mà hồi xưa là biển. À. Có lớp trầm tích rất là nhiều vỏ sò, vỏ ốc. Ồ, khá. Ồ. Có biển lắm. Đó, nó đang quậy phải không? Có mẹ. À, nãy thấy một luồng nó đi. Do mình đi nè, mình đi gần quá. À, ô, cá. Ừ. Chúng ta thấy cá nó đang ở đây, đang hệ thống thả cá này để mà gây dựng lại cái hệ sinh thái. Chúng ta đi thì thấy cá đấy, nó quẩy rất là đẹp trước mặt luôn. Đằng trước kia như là thay lá rồi phải không anh Khương? Nó Đúng, 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 cái màu đó là hiện tượng đó. đó. Bây giờ mình lên đây ngay quay đẹp, cái Dạ. màu đó là nó đã trắng rồi. Xin giới thiệu đây, ở nhà đây là có những cái đoạn mà rừng cốc trắng nó đã thay lá rồi Màu này, đó. chúng ta thấy một cái màu trắng tuyệt đẹp. Bữa nay thì các nhiếp ảnh gia mà có thể là xuống đây có thể là sáng tác hình ảnh được rồi. À, đằng trước kia ở xa xa kia là cái đồi cây sáo của nhà máy lọc dầu đó. Ở đây đi thấy một cái điểm dừng chân ngồi ngồi về để ở đây du khách lên đây Mặt quá cái dừng chân dừng chân nghỉ rồi.
khi mà nước nó khô nó cạn. Bà con đây chia sẻ là khi mà nước nó cạn và là khô đó thì mới đầu cây nó thay lá. Thì ở đây có cái hiện tượng là thay lá nè. Ô, đó chim. Con đó là con gì đó không biết, con chim cò. Cò rắn. Đó, hiện tượng thay lá đó. Đó. Cái màu khớp này. Màu hiện tượng thay lá này. Màu trắng thì không phải là màu trắng tuốt mà màu trắng đục đục thôi. Màu trắng đang đục bay phải lấy cam lên thì thấy khi mà hít lá là nó trắng luôn á. Trắng, trắng muốt luôn. Ủa, trắng. Cả một cái bông. Nếu mà chọn một cái thời điểm đi buổi chiều gió mát rất là tuyệt đẹp. Buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều. Gió quá mạnh. Cái lớp trầm tích dưới này hầu như rất là nhiều sò ốc nghêu này. Khi đồ lên là thấy rất là nhiều trai các thứ. Một cái vùng hệ sinh thái rất là đặc biệt. Chỗ nào mà tối thì nó có bay con nó về. Hồi xưa ở đây có mấy con dùng dọc không biết. Làm có một nhưng mà không làm mí nữa là nó đi hết rồi. À, không làm mí nữa thì nó không đi, không có. Gió rất là mạnh. Mày sốt này nó đến. Đang đi trong lòng bầu cá cái và giữa rừng già luôn, đi giữa rừng già bầu cá cái luôn, thấy tổ chim rồi rất là nhiều. Không biết là có mật ong không biết. Tổ chim rất là nhiều này. Trước kia lanh cảnh rất là đẹp. Như cái quán hồi nãy là của nhà anh luôn hả? Cái nào? Cái quán này anh ngồi á? Không, quán của người kia. À. Cháu ở nhà. Một cái luồng đằng trước kia tuyệt đẹp luôn. Hơn 14 rồi đó, rừng cóc hơn 14. À, bây giờ chúng ta sẽ tới rừng cóc trắng thế hệ 2014, trồng năm 2014 đến giờ là 10 năm rồi đó. Rừng đây là rừng 10 năm. Rừng 10 năm, rừng 19 năm. Rừng 10 năm thì trồng theo luồng, theo lạch. Cứ giống này hồi xưa là nếu mà cái trồng dự án là lấy tại bản địa luôn anh Khương hay sao? Trồng bản địa luôn rồi ươm sau đó trồng. Thế dân mình đi làm đi nhổ cây con về. Dạ. Đưa lên vườn ươm. Dạ. À, mọc những cây con á. Những cây con đây. Đó là những cây con đây, cái cốc trắng này nè. Sơ. Rừng đây là toàn bộ là cây ở đây hết. Nguồn giống là ở đây hết. Rồi bà con ở đây ươm sẽ có dự án để mà điều phối. À. Ươm trồng bình biết lọt. Dạ, còn lần trước mặt đây là rừng 2015. Đây là rừng cốc 2015. Bài bản rồi đó, 9 năm rồi đó, 9 năm tuổi, rồi 2019. 2019 là bắt đầu chấm dứt trồng. Chấm dứt trồng. Rồi, đây là rừng 2015. Đó. Ở trước mặt chúng ta có một cái điểm check-in rất là đẹp, có cờ Tổ quốc tung bay. Tết thì trên đó có nhiều tiểu cảnh rất là đẹp á. Còn có thể là có thời điểm thì phục vụ bài tròi luôn. Bây giờ là 4 giờ chiều nè. À, không khí rất là mát mẻ. Rất là mát mẻ, tuyệt đẹp. Một cái rừng bầu cá cái ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì cái khung cảnh của nó không khác gì các cái vùng miền Tây, sông nước. Và cái điểm bầu cá cái thì nó rất là gần với lại rừng dừa nước Cà Ninh. Cũng có hệ sinh thái rừng dừa nước. Còn ở đây thì có
rừng cốc trắng. Nước rất là trong, có thể nhìn thấy đáy luôn. Nhìn thấy đáy đáy luôn. Nước rất là trong. Cá tôm mà nếu mà nó bơi đi thì thấy luôn á. Có bên kia. Ui, cũng cá trầu rất là to.